Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, một câu chuyện kỳ diệu về sự hồi phục của bệnh nhân ung thư phổi đã làm lay động trái tim nhiều người. Ông Hoàng Văn Quanh, 68 tuổi, đến từ một tỉnh xa xôi ở Thanh Hóa, đã trở thành minh chứng sống cho những hy vọng và nỗ lực không ngừng của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại đây. Khi ông Hoàng Văn Quanh đến với phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cách đây gần 3 tháng, tình trạng của ông thật sự nghiêm trọng. Ông Hoàng Văn Quanh được người nhà kè hai bên vì sức khỏe yếu ớt và phải đối mặt với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn nặng. Trong hoàn cảnh đó, đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên y tế tại phòng khám đã tiếp nhận và bắt tay vào việc hỗ trợ điều trị ung thư bằng tất cả sự tận tâm và chuyên môn. Nhờ vào sự chăm sóc chu đáo và các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư tích cực, sức khỏe của ông Hoàng Văn Quanh đã có những chuyển biến tích cực. Sau gần 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư, ông Hoàng Văn Quanh đã phục hồi nhanh chóng và khỏe mạnh đến mức không còn cần đến sự hỗ trợ của người khác. Đặc biệt là sự cải thiện này không chỉ về mặt thể chất mà còn mang lại niềm hy vọng mới cho gia đình ông. Hiện tại ông Hoàng Văn Quanh và gia đình đang vui mừng vì căn bệnh ung thư đã không còn đe dọa đến tính mạng của ông. Ông Hoàng Văn Quanh và người thân rất biết ơn sự giúp đỡ từ Chúa, cố linh mục Cha Pedro Nguyễn Văn Tường, các thầy thuốc và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Những lời cảm ơn chân thành từ ông Hoàng Văn Quanh đã thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với tất cả những ai đã góp phần vào quá trình hỗ trợ điều trị ung thư và phục hồi của ông. Câu chuyện của ông Hoàng Văn Quanh không chỉ là một minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mà còn là một thông điệp đầy cảm hứng về lòng kiên cường và sự hỗ trợ tận tình trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Đây là một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình chăm sóc sức khỏe của phòng khám, đồng thời cũng là nguồn động viên to lớn cho nhiều bệnh nhân ung thư và gia đình. Xin trân trọng. Dạ, họ tên Hoàng Văn Anh, đến quê quán Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa. Thường thường là nó như người cúm, đi khám ở bệnh viện Hà huyện, ông ấy là chuyển tuyến lên đến bệnh viện Thanh Hóa ra Hà Nội tư vấn hóa trị, xạ trị hai lần chuyển hóa chất. Vào đây ngày 20 tháng 4 và chỉ bằng từ thời gian đến giờ thì bệnh càng ngày càng giảm nhiều. Đi khám bệnh viện Chợ Rẫy là khám âm tính hoàn toàn tốt. Các chị đành ở đây thì ăn cháo nano và ăn chay, cháy trăng hoa quả và bệnh tình khỏi. Sức khỏe bây giờ mới được tầm 9%. Lúc vô thì đi còn có người dìu, dắt. Vào khám, đi khám tắm không tắm được, người tắm. Nên bây giờ bệnh tình khỏe hẳn, thì đứng gọn gàng hơn, tốt hơn. Thầy Thỏa niềm vui mừng trước hết là cảm ơn cha và các thầy đã chữa bệnh cho các con được mạnh khỏe, và gia đình rất mừng và cảm ơn toàn bộ các thầy và cha và các thầy ở đây. Và cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho tôi, hiện nay đã hoàn toàn hồi phục, phục hồi khi chữa bệnh. Tinh thần phục vụ của các thầy, các cô ở đây là rất chăm lo đến bệnh nhân và phục vụ tận tình. Nhà trọ ở đây thì rất yêu mến bệnh nhân và cũng thức ăn ở đây cũng phù hợp với bệnh nhân. Dân ở đây thì rất quý người, mến người.
Ăn đồ thì trước hết là ăn cháo là phải đầy đủ theo cái pháp đồ của cha là 4 lít là 4 lít ăn theo đúng cái tiêu chuẩn. Đấy, thuốc men thầy bảo sao làm thế. Ăn uống phải đầy đủ pháp đồ, ăn nhiều trái chanh hoa quả vào thì tự nhiên bệnh hết, ăn tốt, bệnh nhanh khỏi. Sau khi về đến địa phương thì cũng phải giữ gìn cái pháp đồ của thầy để mà ăn cho nó phục sức khỏe, để đảm bảo cái sức khỏe cho mình. Không ăn theo cái động vật, mà ăn theo con trai. Qua chữa bệnh ở đây thì cũng để lại cái ấn tượng là khi về vẫn nhớ lại cái chỗ thầy, các cô ở đây là phục vụ cho mình. Thì cũng có một cái ấn tượng sâu sắc. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương. Luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, tâm kinh mà cha thăm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương. Luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui.
phục chứng rồi. Công trình mà cha tâm huyết trước đây được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Dâng Chúa xác hồn, ước
ước mong được Ngài nói với con, hãy đến tận hưởng ân phúc quê trời. Tất cả chỉ là vô nghĩa khi thân xác nằm chìm sâu trong mồ. Tất cả rồi cũng tiêu tan, duy chỉ còn một lòng bên thôi. Dẫu con chịu thiêu đốt nát tan, đem gia tài chia hết cho người, nhưng không lòng bác ái mến yêu, bao nhiêu việc lành vô nghĩa trên trời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.